Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Honda Civic độ full bài toàn hàng hiệu, phong cách xe đua tại Bình Dương. Civic là một trong những chiếc xe underbone có thể thiết kế khá là mắc và vận hành hướng tới tốc độ. Ở điểm hiện tại thì Honda giới thiệu phiên bản Civic 150 Fi mới hoàn toàn với rất nhiều thay đổi từ động cơ đến thiết kế bên ngoài đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, Civic phiên bản đời cũ vẫn là nguồn cảm hứng cho những tay đam mê độ xe, thể hiện cái kỹ thuật và cá tính của mình. Ở bản độ từ chiếc Civic đời 2007, do xưởng độ Lambot cùng với một người chơi xe lâu năm ở Bình Dương ra đời đã gây sự tò mò cho giới chơi xe Hyper Underbone. Với bản độ gây ấn tượng đầu tiên, với tổng thể xe được phối màu cam xanh trắng của phong cách đội đua Honda Dazzle. Bộ cấp đơn ở phía sau lấy từ chiếc Honda NZA 250, được khéo léo đưa lên khung sườn của chiếc Civic. Đi cùng với cái mâm 8 chấu rất thể thao. Bánh trước cũng sử dụng cái mâm và đĩa phanh với đường kính lớn của NSA đi cùng với kẹp phanh Rebel Hybrid. Sử dụng cái giảm sóc song song hành trình ngược upside down như những chiếc mô tô phân khối lớn. Ở bên trên phần ghi đông sẽ được trang bị cái cụm thắng Acosto đến từ nước Ý. Cụm con này cho cảm giác đốm thắng đầy êm ái và khả năng nhả con nhẹ nhàng, giúp cho tay người lái không bị mỏi khi chạy ở đường đông đúc. Ngoài ra sẽ có được trang bị thêm cái trợ lực trung tâm Scott, giúp tăng thêm ổn định của xe khi vận hành ở tốc độ cao. Ngoài nâng cấp trang bị ngoại hình cho thiết kế, tác giả ở bản độ này cũng nâng cấp cho sức mạnh động cơ với những chi tiết có hiệu suất cao hơn. Động cơ được làm lại thay mới bằng cái piston 72mm của Wisco, lồng CNC, bình xăng nắp chao BKW, họng 33mm ở phía sau với ống xả hàng hiệu Anavit Evo Titanium, vừa giúp xe vận hành tốt hơn, vừa cho ra âm thanh trầm ấm và quy lực. Nhờ những nâng cấp này, chiếc Civic đời 2007 tăng tốc tốt hơn và đạt tốc độ cao hơn so với Civic phần nguyên bản. Và sau đây là vài chi tiết Civic 2007 được xuất xưởng ở Lambot và Baker Lâm Trường Giang thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhớ subscribe.